Cô chào các em. Chào mừng các em đến với nội dung ôn thi giữa học kỳ 2 môn giáo dục công dân lớp 6. Đầu tiên là về giới hạn ôn tập. Chúng ta sẽ ôn tập trong 3 bài. Bài số 7, ứng phó với tình huống nguy hiểm. Bài số 8, tiết kiệm. Và bài số 9, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời gian thi giữa kỳ của chúng ta là vào tuần 10 các em nhé. Về cấu trúc của đề thì phần đầu tiên là trắc nghiệm 12 câu tương ứng 3 điểm. Phần thứ hai là phần tự luận 3 câu tương ứng 7 điểm. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào phần lý thuyết. Bài số 7. Ứng phó với tình huống nguy hiểm. Các em sẽ cùng quan sát sơ đồ tư duy sau để có thể hình dung bài được tốt nhất. Đầu tiên, tình huống nguy hiểm là gì? Tình huống nguy hiểm là những tình huống có thể gây ra những tổn thất về tinh thần, thể chất cho cá nhân, xã hội. Trong cuộc sống, chúng ta có thể phải đối diện với những tình huống nguy hiểm, ví dụ như là tình huống đuối nước, hỏa hoạn, bị bắt cóc, bị xâm hại, vân vân. Và khi đối diện với những tình huống nguy hiểm này thì chúng ta phải có cách ứng phó phù hợp. Vậy thì cái quy trình ứng phó với tình huống nguy hiểm, thứ nhất đó là nhận diện tình huống nguy hiểm. Thứ hai, bình tĩnh suy nghĩ. Thứ ba, liệt kê các cách ứng phó. Và thứ tư, lựa chọn phương án ứng phó hiệu quả. Khi cảm thấy sự an toàn của bản thân hay của người khác bị đe dọa, chúng ta có thể gọi số điện thoại Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, yêu cầu trợ giúp khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn toàn quốc 112, cảnh sát 113, phòng cháy chữa cháy 114, cứu thương 115, đường dây nóng hỗ trợ trẻ em 1800 1507. Và chúng ta có thể báo trực tiếp, gọi điện thoại đến người thân, bạn bè mà chúng ta cảm thấy tin cậy. Bài số 8, tiết kiệm. Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực của mình và của người khác. Biểu hiện của lối sống tiết kiệm đó chính là sự chi tiêu hợp lý. Các hành động cụ thể như là tắt các thiết bị điện, khóa vòi nước khi không sử dụng, sắp xếp thời gian làm việc khoa học, sử dụng hợp lý và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo quản đồ dùng học tập, lao động khi sử dụng, vân vân. Chúng ta phải rèn luyện tính tiết kiệm bởi vì tiết kiệm giúp chúng ta quý trọng kết quả lao động của bản thân mình và của người khác. Khi tiết kiệm, không chỉ có thể giảm gánh nặng cho gia đình, thể hiện lối sống văn minh mà chúng ta có thể có điều kiện để giúp đỡ, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Bài 9, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ở bài 9 này, chúng ta sẽ làm rõ hai khái niệm: công dân là gì, quốc tịch là gì. Công dân là một cá nhân hoặc một con người cụ thể mang quốc tịch của một quốc gia, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Quốc tịch chính là căn cứ để xác định công dân một nước. Trên đây là toàn bộ phần lý thuyết của ba bài trong nội dung ôn thi học giữa học kỳ 2 của chúng ta. Tiếp theo là đến phần trắc nghiệm và bài tập vận dụng. Phần trắc nghiệm và bài tập vận dụng thì cô sẽ photo đề cương cho chúng ta để chúng ta làm được thuận tiện hơn. Chúc các em ôn tập và thi đạt kết quả tốt. Cảm ơn các em đã lắng nghe.